Rồi ok em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha Clip hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu nhanh với anh em mình là vài cái món lo Để về anh em mình có thể thay thế vào những cái bộ lo anh em mình đang có nha Đó. Thì trên video em sẽ có báo giá và đo kích thước đầy đủ cho anh em mình cùng biết Anh em mình xem kênh để tiện việc theo dõi hơn ha Cặp lo bass 30, cặp lo bass 25, dòng lo kỹ âm nha anh em Đó. Cặp này anh em mình sử dụng karaoke và nghe nhạc rất là hay nha lo kiểm âm chất lượng âm thanh rất là chuẩn nha anh em đó và một bộ phân tầng bao quay ha nữa và một cặp loa trung thì bộ phân tầng bao quay này thì nó có cái tinh chỉnh nha anh em nó cái tinh chỉnh này là tinh chỉnh đôi nha nó nó cho cái dễ cao luôn ha dễ trung và dễ chép luôn bộ này là bộ phân tầng 3 quay nha nó bộ phân tầng bao quay nó sử dụng là tụ nhôm ha tụ eo na đây anh em mình xem nha đó và chở nè ha và xeo đồng nha bộ này là bao quay dây rắc uh, dây dây dây, uh, dây của phần tầng là còn nguyên nha anh em nó với phần tầng là còn ba uh, đủ bao quay cho anh em mình và bộ này thì được làm trên một miếng gỗ ha đó đây thì uh, bộ này anh em mình chơi lo bảy anh em mình chơi lo 25 30 là đều được ha chơi uh, karaoke nghe nhạc gia đình là vô tư nó có cái tinh chỉnh này thì về anh em mình có thể uh, khoét cái lỗ để mà anh em mình uh, đưa cái ra ha đây nè anh em mình uh, cứ cái 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 uh, cái cục này lên nè ha nó thì nó có cái nấm giống như cái nấm của em đi vậy đó anh em mình cho cái cái trục này ra ngoài để anh em mình tinh chỉnh còn không thì khi anh em mình lắp á anh em mình chỉnh nghe sao cho nó hợp tay rồi anh em mình bỏ cái chiếc cái tinh chỉnh đi vào thùng luôn cũng được ha bộ này là bộ bao quay nha bộ ba quay hàng xin 100 phần trăm ha đó bát trung chép giá là một triệu tư nha đó giá là một triệu bốn trăm ngàn anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha hàng riêng đẹp nguyên bản nha anh em chân linh kiện là sáng tròn cho anh em mình nha rồi một cặp lo trung tiếp theo nha anh em một cặp lo trung đường kính lo là đường kính lo là nó 14,5 cm nha 14,5 cm nữa ha đây à, lo trung này là dạng trung màng nha anh em trung màng mặt là mặt nhôm sáng bóng luôn nha nó mặt nhôm cực đẹp và đây nó có một cái lớp lưới bảo vệ nha cái lớp lưới này rất là dày và cứng luôn lớp lưới bảo vệ cái màng lo ha tuyệt đối luôn anh em ạ à. đó đây con này là lo mít nha mít rang nữa ha đây thì ở đây nó có cái hộp uh, của em nói luôn nha anh em hộp lọn dây điện ngay chỗ này nè anh em về anh em mình rút uh, cái cục cao su này ra Xỏ dây điện vô nha đó. đây nó có nguyên cái hộp của nó nè anh em đó hộp bên trong nè thì em có để bông tiêu âm cho anh em mình nữa nè nha đó bông này là bông bãi xịn á chứ không phải là bông uh, trung quốc đâu bông hàng xịn luôn đó anh em cái hộp này thì nó có những cái lỗ ốc anh em cái những cái lỗ ốc này thì nó trùng với những cái lỗ bắt lo luôn nha cho nên là anh em mình khoét cái lỗ thùng á là anh em mình cho cái hộp này vào là anh em mình gắn cái lo này vào thì những cái lỗ ốc này nè nó trùng với những cái lỗ trên cái hộp này luôn nha cho nên là anh em mình không cần thiết chế thêm gì nữa hết anh em mình chỉ cần lắp thôi ha đó lo cực đẹp nha anh em nó con rất là to cặp này thì anh em mình có thể sử dụng để mà karaoke nghe nhạc xem phim cho gia đình đồ ha lo sao băng xịn nha anh em đó cặp này thì uh, tuyệt đẹp ha nó tuyệt đẹp đây hàng cực đẹp luôn cho anh em mình nha đẹp kem nữa này con này là vệ sinh cái là đẹp hơn 95 phần trăm đó anh em nữa hàng về đẹp kem cặp này giá là một triệu tư luôn nha anh em cặp ra trung khủng này giá một triệu tư nha nữa anh em mình dùng karaoke với lại nghe nhạc trong gia đình là thoải mái nha đó. và đây là cái cặp lo cặp lo 25 anh em cặp lo 25 cặp lo kiểm âm nha nữa cặp lo này là của Samsung ha đó cặp này là hàng xịn nha anh em chắc em là tuyệt vời luôn đó đây thì ở đây nó có hai cái nắp này nè thì uh, tháo thùng ra thì em lấy cho anh em mình luôn nha đó đây nó có hai cái nắp này về anh em mình có dùng thì dùng hai cái nắp này hai cái nắp zin của nó nè ha đó đây uh, có một cái uh, nó bị bể chỗ này tí này nha anh em đó nói chung là nó bị rồi nhưng mà thôi kệ em lấy đại cho anh em mình luôn ha còn không thì anh em mình cứ lắp cái củ lo thôi đó cái này hai cái kiền của nó ở đây thì có hai cái lưới hai cái lưới nữa nha đó đây hai cái lưới của nó thì anh uh, em mình muốn thích thì lắp không thích thì thôi ha đó thì em quay thì sao thì em sẽ gửi đúng cho anh em mình như vậy nha đó anh à em mình uh, về muốn làm gì làm cái này là zin của nó nha anh em Samsung ha zin của nó rồi và đây là bộ phận màn lo bụi này em chưa có vệ sinh luôn nè đó ha con này là màn giấy nha màn giấy gân là gân vải nha màn giấy gân vải nón là nón vải ha con này là cái màn nó khá là sâu nè con này là tiếng lời ca chi tiết rồi rất là hay rất là bài tiếng luôn nè anh em mình dùng để mà karaoke ha cặp này em cam kết với anh em mình karaoke và nghe nhạc là cực hay luôn tại vì cái này là dòng lo kiểm âm cao tiền ha gã cái cái dòng lo cao tiền ra đó đây thì anh em mình chơi âm thanh biết rồi những cái dòng lo kiểm âm thì chất lượng âm thanh thì rất là chuẩn luôn nha anh em đó con này gã thùng nó khá là cao tiền ra đó cho nên là tí em báo giá thì anh em mình cân nhắc nha đó tiền nào thì của đó thôi anh em với lại những cái hàng mà nó đẹp như thế này nè ha nó đẹp như thế này thì chất lượng cái cầu rất là cao anh em mình mua về sử dụng thì nó rất là ngon nha đó đây là cái củ từ của nó nè anh em đó cái này là đây nó có một cái miếng mút nha đây có một cái miếng mút đó cái miếng này thì nó để mà nó thoát hơi cho con lo và nó ngăn bụi lọt vào bên trong con nha đó lo của Samsung nha anh em chợ kháng là 8 ôm ha đó con này là 150 w ha. Đó, công suất lớn của nó là 150 w một lo. Một cặp này là nó 300 w nha anh em. Đó, nhưng mà anh em mình chắc cũng dùng không hết đâu. Anh em mình dùng dao động tầm hơn trăm tới 200 w là tiếng rất là hay rồi ha. Đó, anh em mình dùng cỡ này thì rất là bền. Đó. Đây. Cặp này thì anh em mình có thể sử dụng để mà karaoke, nghe nhạc, xem phim đồ trong gia đình thoải mái nha anh em. nó cảm hết anh em mình là cặp này tuyệt vời. Đó ha, zin 100% nha. Đó lo của Samsung cái này là do vận chuyển về nó nằm trên ấy nó nóng á nó bị ruột cái tem này nè anh em đó, nó ruột cái cái tay này nó bị dính bụi nè nó có nó bị ruột ra này ha đó đây hay là bên kia người ta làm sao đó, nó bị bông cái tem này lên đó chắc là do nhiệt độ quá mức á cái nó bị ruột lên cái người ta để cái nó bám bụi cho mấy cái này cho nó hết dính nè cái đứt từ anh em mình nhìn thôi là biết xịn hay không rồi ha đó đây anh em mình nhìn cái đất từ nè nó có những cái đường à, đi à, hình tròn ha rồi vô có nó có cái cảm giác rất là đỏ thôi cặp này hai à, bát 25 nha anh em cặp này bát 25 nữa thì nguyên phụ kiện nó giờ em quay á thì em sẽ gửi đầy đủ hết cho anh em mình thì cặp này giá là 2 triệu 6 nha cặp này giá là 2 triệu 6 nó so về cái chất âm á thì cặp này anh em mình sử dụng karaoke hoặc là nghe nhạc trong gia đình là tuyệt vời nữa rồi ok một cặp một chi nhất zin một trăm phần trăm bụi em chưa lau luôn nè mấy cái này là bụi em chưa có quét luôn á cái này lấy cỏ quét khá là đẹp khen Rồi ok nha Và quay cái cặp lo bát uh, 30 nha anh em Cặp lo bát uh, 30 ha Con này đo đường kính uh, chiều ngang cái em nói là 30 uh, 1,5cm ha còn chiều xéo em nói là cỡ 33 nha anh em xương là xương gan nha xương gan đó Mèn là mèn giấy sóng nha Gân thì uh, gân mút Đó Đây Con này là tiếng bát là thôi rồi luôn anh em Anh em em nhìn em gõ cái mèn nè ha Con này anh em mình sử dụng karaoke nghe nhạc Xem phim trong gia đình đồ Tiếng bát rất là dày dặn và trầm sâu nha Đó Đây Con này thì tiếng bát là karaoke Nghe nhạc là Anh em nào mà thích cái tiếng trầm à? Tiếng trầm Tiếng uh, Lực á ha. Trầm Tiếng mềm á Đó. Thì cứ cặp này Xương gan nha anh em Xương gan đúc ha Đó Thép từ bảy màu đẹp kem nha đó máy này là dính dơ này nha chứ không phải là hen rỉ gì vậy, ha đó, đẹp khen à đây con này chở kháng là 8 ôm nha đó thì công suất hoạt động của con này cũng tầm hơn hơn 100 w nha anh em nó dao động công suất nhỏ của nó thì cũng tầm hai ba chục quát công suất đi nhỏ nhất để hoạt động đó nha còn mà công suất lớn á để này mình có thể karaoke rồi á thì nó dao động tầm cặp này chắc cũng hơn trăm w đó anh em ha trăm mấy á nó chắc hơn trăm rưỡi cỡ đó nha thì cái này thì anh em mình chơi lo thì anh em mình biết rồi không cần công sức lớn đâu ha chỉ cần lo cái độ nhạy nó cao anh em mình quấn cái tiếng nó rất là dày dặn và nghe rất là hợp cái tay anh em đó có những cái lo công suất lớn thì nghe cũng không giải quyết được vấn đề gì ha những cái dòng lo xịn độ nhạy cao nè anh em mình mở á cái tiếng nó nói ra rất là dày dặn nghe rất là đầy đủ cái giải âm nghe rất là sướng anh em đó đây con này thì anh em mình dùng karaoke nghe nhạc đồ đều, đều được ha đó, cặp lo bách ba đó này nãy kết thúc chuẩn thêm là đã có đo rồi nên mình nhìn đẹp không? Còn bên kia cũng đẹp giống vậy á, nhưng mà cái dưới cái đít nó nó bị dính dơ nha. Đó, con này thì nó đẹp. Nó không có bị hen rỉ gì hết. Made in Sa Nó có ghi ở đây nữa nè nha. Đó, và đây là cái đít lo, bảy màu đẹp keng con kiếp rồi là zin nguyên bản cho anh em mình nha đó giá cặp này là 3 triệu ba anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha rồi xong thì clip các em cũng xin được uh, kết thúc tại đây nha xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xin clip ủng hộ em nha rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha rồi em xin chào và hẹn gặp lại